Trên màn hình quý vị đang theo dõi là chân dung các đối tượng Hoàng Đình Huân và Lê Đức Long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Ngoài Huân và Long còn có Nguyễn Thị Hồng cũng bị điều tra về hành vi trên. Tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Hồng được tại ngoại. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết vụ việc này. Trước đó vào đêm ngày 25 tháng 8, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai đã thông tin về sự việc một bé gái gọi điện thoại cầu cứu. Ngay sau đó, Công an thành phố Lào Cai đã vào cuộc xác minh và triệu tập các đối tượng có liên quan đến làm việc thì xác định Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1990 ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và Hoàng Đình Huân, sinh năm 1995 ở thành phố Lào Cai là hai đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi mua bán bé gái. Trong ngày 27 tháng 8, Công an thành phố Lào Cai ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Đình Huân và Lê Đức Long, sinh năm 2001 ở tỉnh Phú Thọ, về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Qua làm việc tại cơ quan cảnh sát điều tra, Huân và Hồng khai nhận đã thống nhất và thực hiện giao dịch, thỏa thuận qua mạng xã hội, đồng thời chuyển khoản 12 triệu đồng cho Lê Đức Long để mua bé gái với mục đích về làm gái bán dâm. Sau đó, Huân đưa bé gái về ngôi nhà trên đường Lê Văn Hưu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai để phục vụ cho hoạt động bán dâm cùng nhiều cô gái tại đây. Trong các ngày 21 và 22 tháng 8, bé gái đã phải tiếp khách 2 lần và Hồng đã thu toàn bộ số tiền bán dâm trên. Lợi dụng sơ hở vào ngày 25 tháng 8, nạn nhân đã bỏ trốn và được người dân giúp đỡ trình báo tới cơ quan chức năng.